Hello, thưa quý vị, đây là chồng tôi. Chồng tôi đang ngủ trưa với một cái tướng ngủ rất là bá đạo. Ngày xưa anh như thiên thần, bây giờ nết ngủ, nết ăn cũng kỳ. Mê mẩn tâm can. Ôi, quỷ. Bà làm cái gì vậy? Chồng dậy rồi đó hả? Làm hết hồn à. Mai mốt dậy á, cũng phải dậy từ từ thôi nha. Đừng có chơi bất ngờ vậy nha, em bị run tay. Bà bị điên hả? Tôi đang ngủ mà cũng live stream là sao? Thì ngủ mới live stream lên, người ta mới thích chứ. Trời ơi, mới đây là 300+ lượt view rồi nè. Đi xuống dưới lo nấu cơm đi. Tôi phải vô nấu cơm rồi. Hẹn gặp lại mọi người lần live stream kế tiếp nha. Chồng tôi giận tôi rồi kìa. Rồi. Cuồng Facebook, cuồng live stream, cuồng mạng xã hội. Nó cuồng điên hết, không lo chuyện nhà, chuyện cửa. Đang ngủ cũng lo. Ê, sao? Bạn Hiền, sao mặt mày giống đưa đám vậy? Đang ngủ nè, vợ tôi nó cũng không có cho tôi ngủ yên thân nữa. Nè, thuốc của ông này ông nội. Thuốc gì? Lắc. Gì vậy ba? Sao tự nhiên ông biết tôi bị lát? Ông đừng nói ông rình tôi tắm, chỉ có rình tôi tắm mới biết thôi à. Rình ông cho tôi ốm. Trời ông bị lát không hết. Vợ ông có live stream, trời ơi, lên hết trơn, người ta vô, người ta coi. Tôi nói là ông bị lát, ông sức không hết. Trời ơi, bạn bè với nhau tôi thấy vậy tội nghiệp quá, tôi tìm cái loại thuốc này nè. Sức vô đi, bảo đảm hết liền. Cảm ơn. Ngại cái gì, ba cái bệnh này nè. Bị thì mình cứ nói với cho người ta đấy chứ đừng có ngại. Để lâu quá rồi nó không ngứa, nghe không? Gãi nó không rồi, ngứa theo rồi, tôi về à, dán sức vô nha. Đúng không? Anh hai anh mới đem qua đây đúng không? Bà có tin họ đã sức lên cho mặt bà luôn không? Dạ. Bà gì vừa phải thôi nha. Cái chuyện đó là chuyện thầm kín của tôi. Giữa vợ chồng biết không? Bà đem bà đưa lên trên mạng người ta biết hết là sao? Từ giờ trở đi miễn Facebook nha. Không. Mệt bà quá đi. Nè, bà sức của mình rồi đi. Tự nhiên cấm người ta không được chơi Facebook nữa à? Chồng cấm không cho lên Facebook nữa. Xin từ biệt cộng đồng Facebook. Bà làm gì vậy? Tôi cấm bà livestream, bà làm cái gì mà lên bà ghi cái gì mà trên mạng nó ghi nó chửi tôi ống sùm này. Nó nói là cái gì tôi là chồng hà khắc, rồi cái gì ích kỷ thì cái gì nhỏ nhen, cấm vợ lên Facebook là sao? Bà là bà điên rồi, bà bị cuồng rồi. Tôi nói là đó, một lần nữa nha, lần cuối cùng nha, giữ Facebook bà tôi. Bà chọn ai bà chọn đi. Hai cái hai lĩnh vực khác nhau, tự nhiên kêu chọn trời.